Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Thị Oanh, tôi đến từ Việt Nam, là vận động viên môn điền kinh, 3 lần giành huy chương vàng tại SEA Games. Tôi rất vui khi được hợp tác cùng tập đoàn Thiên. Nhân dịp sinh nhật tập đoàn, chúc cho tập đoàn ngày càng phát triển, trở thành một tập đoàn dẫn đầu ngành đại sức khỏe toàn cầu. Core Full Thiên, Core Full Life.